Dạ xin mến chào quý cô chú anh chị em trên kênh ha. Hôm nay Pháp Thái tiếp tục chia sẻ với quý cô chú anh chị em mình một cái lô đỏ rách visa là siêu bông quý cô chú anh chị em. Thì dòng này quý cô chú anh chị em mình rất là thích hợp cho chơi những cái dòng siêu bông ghép chung ha. Thì đây là một cái lô một màu đơn lẻ thôi. Thì dòng này và Kayata hoặc là rượu vang hoặc là Petro thì nó có vẻ khá là tương đồng, khá là giống nhau về cái dòng này ha. Thì chung họ quý cô chú anh chị em, và đây là một cái lô đơn. Thì đối với những cái màu đỏ của hoa giấy á, thì đỏ rách ri da, đỏ lửa hoặc là đỏ thái, thì nói chung cái dòng đỏ rách ri da này là dòng ưu điểm là siêu hoa và lá nhỏ quý cô chú anh chị em. Đó, mỗi ngày hoa nó chỉ tầm khoảng 20 ngày thôi là nó sẽ cho một cái đợt hoa từ khi quý cô chú anh chị em mình cơ tàn. Một cái màu đỏ rực rỡ của đỏ rách ri da làm cho mình thêm mê mẩn quý cô chú anh chị em, và cái vẻ đẹp tuyệt vời. Trong những cái màu sắc thì màu đỏ là một cái màu tượng trưng cho cái sức mạnh, sự may mắn và thịnh vượng ha. Đỏ thì nó luôn chiếm cái không gian nổi trong những cái màu khác. Đó, đỏ rực rỡ phun bông. Thì khi mà quý cô chú anh chị em mình làm những cái tác phẩm hoa giấy á, thì tùy theo quý cô chú anh chị em mình chơi, tùy theo quý cô chú anh chị em mình làm tạo ra cái dáng thôi. Đối với cái lô này thì nhà vườn của chị Thanh Tiền nha, hôm nay mình đến đây để mình chia sẻ và cũng có địa điểm, có cơ sở luôn. Quý cô chú anh chị em nào yêu thích thì có thể xem dưới phần mô tả, mình sẽ ghim cái số điện thoại cho quý cô chú anh chị em mình đến vườn mình lấy sỉ nha. Lô này thì số lượng cũng rất là nhiều, cũng tầm khoảng vài trăm cây. Phơm tàn thì đã đặc, đã dày, đã rất là đẹp rồi. Ngoài những cái dáng lắc lượng thì còn có những cái cây cao chi mâm. Nói chung là chi mâm thì cũng không nhiều quý cô chú anh chị em, chỉ đơn lẻ vài cây thôi. Thì tùy theo cái dáng cây, cái phôi như thế nào thì sẽ làm ra mẫu như thế đó. Và quý cô chú anh chị em mình muốn lấy sỉ thì cứ liên hệ ha, sẽ đến vườn nếu có điều kiện. Lô này không ship nha quý cô chú anh chị em, tại vì chị luôn làm sỉ thì lúc nào cũng vậy, giao sỉ tại vườn cho nó đơn giản. Thì mình cũng xin nhắc lại, sẵn đây chia sẻ thì những cái nhà vườn quý cô chú anh chị em mình trên kênh mà có like, có bán, có giao lưu, thì quý cô chú anh chị em mình thấy những cái cây mà bị lỗi, quý cô chú anh chị em mình thấy là cái thứ nhất là khi mà đóng hàng qua đường bưu điện online thì đóng cái khung và nó bị hầm, vận chuyển thì cũng tầm 5-7 ngày nên nó sẽ bị rụng hoa và rụng lá. Thì điều đó thì quý cô chú anh chị em mình mua hàng online bất cứ ở chỗ nào thì nó cũng sẽ bị ảnh hưởng nha, ít tới nhiều thôi. Thì hoa giấy này rất là dễ quý anh chị em, khi mà nó rụng hoa rụng lá vậy quý cô chú anh chị em mình chỉ cần đưa ra nắng và quý cô chú anh chị em mình tưới nước lại bình thường thì nó sẽ ra hoa ra đọt, và đôi khi nó sẽ ra hoa càng nhiều, còn nhiều hơn những cái cây khi mà nó ra tược nhiều. Tại vì quý cô chú anh chị em mình thấy những cái dòng mà nó không siêu hoa thì nó ra tược, nó cứ ra miết thôi, còn đối với những dòng siêu hoa thì tự nó sẽ đâm đọt và nó sẽ kết hoa thôi đó. Còn đối với những cái cây mà anh em like mà có những cái lỗi thì giá nó sẽ khác, và hôm nay mình sẽ báo luôn và quý cô chú anh chị mình phân biệt giữa cái cây nó bị va chạm và những cái cây nó bị bệnh, nó bị lỗi nha, là nó bị dập da. Thì đối với những cây dập da thì nó đã hư bộ rễ quý cô chú anh chị, giống như kiểu nó bị thối á, thì có những cái cây mình sẽ chia sẻ cho quý cô chú anh chị mình xem. Đây, nó lò dột da là nó sẽ chốc những cái da như thế này đó, thì nó sẽ khô thân và nó sẽ chết cái rễ. Còn đối đây, đây nè, sẵn đây là mình có, mình xin chia sẻ luôn, đây là gọi là dập da quý cô chú anh chị em đó, những cái thân này nó dập. Còn đối với những cây mà khi mà bứng nó bị va chạm á thì đó là một cái khác nha quý cô chú anh chị em, nó va chạm nó tróc da nó chày á thì nó sẽ lâu ngày á quý anh chị em mình nuôi cái cây nó tốt, nó sẽ liền những cái miếng này nè, nó sẽ tiết ra nhựa để nó kéo liền lại đó. Thì quý anh chị em mình phải phân biệt cái đó ha. Thì những cái cây mà bị lỗi, bị sam, bị thối, bị dập da thì nó là bị bệnh. Còn đối với những cái cây mà bị va chạm, bị tróc da thì nó sẽ liền, sau này cái thời gian nó sẽ liền đó. Đó, quý anh chị em mình thấy cái lô này phải nói cực kỳ đẹp ha. Quý anh chị em mình thấy bộ đế nè. Thì trong những cái lô hoa giấy thì đôi khi nó cũng sẽ có một số nó bị ảnh hưởng rễ. Thì tùy theo quý cô chú anh chị em mình thôi, có điều kiện mình đến vườn, mình xem tận mắt, mình lựa chọn từng cây. Và khi mà quý cô chú anh chị em mình đến vườn mình mua, mình vận chuyển bằng xe, xe tải thôi. Xe tải thì quý anh chị em mình có những cái thùng á, thì mình để lên nó sẽ bị kín gió, nó không bị gió va chạm thì nó sẽ không rụng. Còn đối với quý anh chị em mình mua tại vườn thôi, mình nói tại vườn thì nó cũng sẽ bị rụng hoa. Quý anh chị em mình chở xe Honda về, mình không bị, mình không bọc bao, mình không trùm bao lại thì chạy về gió nó va chạm nó sẽ cũng bị rụng hoa, nó bầm hoa luôn. Chứ khỏi cần chi mà nói tới anh em mà bán hàng online. Thì quý cô chú anh chị em mình có yêu thích và có muốn sở hữu những cái cây từ xa qua YouTube
hoặc là trên những cái nền tảng khác thì bắt buộc mình phải chịu quý cô chú anh chị em. Nhưng mà về quý cô chú anh chị em mình chăm lại thì nó sẽ phát thôi. Nên điều đó quý cô chú anh chị em mình cần phải thông cảm. Mình muốn sở hữu có một cái cây theo ý đẹp thì mình phải lựa chọn trên mạng thì kèm theo. Đó, đối với những cái vườn xa thì quý anh chị em mình không có lại vườn được thì bắt buộc mình phải mua hàng qua online thôi. Đây, có những cái cây nào quý anh chị em. Đây là nó đã bị bệnh nha. Nó đã bị bệnh là nó bị nắng á, nó chiếu vô thì nó bị táp da, giống như kiểu nắng nóng quá thì nó bị sẽ bị dợp như thế này. Đây là bị bệnh. Còn đối với những cái cây mà nó bị va chạm, ví dụ như mà mình khai thác phôi về, mình để nó bị trầy, bị cấn hoặc là bị dập, hay là hoặc quý anh chị em mình dùng những cái len mình sắn nó bị va chạm á, thì cái đó là nó không ảnh hưởng nhiều nha quý cô chú anh chị em. Do cái cây nó khỏe thì quý cô chú anh chị em mình thấy là cái đó là cái va chạm thôi. Còn đối với những cây dợp á thì nó sẽ bị ảnh hưởng khác. Nên có những clip chia sẻ tự do thì Pháp Thái muốn gửi tới những cái chi tiết, những cái thông tin cho quý cô chú anh chị em mình được rõ, để quý anh chị em mình hiểu nhiều hơn và thông cảm nhiều hơn cho những nhà vườn. Đối với những cây mà khi mà ra bị rụng hoa, rụng lá hoặc là bị ảnh hưởng, bị va chạm á, thì nhà vườn sẽ có nhiều nhà vườn người ta sẽ bớt, quý cô chú anh chị em mình bớt giá. Nên quý cô chú anh chị em mình thấy khi mà ship ra được một cái cây tới nơi quý cô chú anh chị em mình nó rất là vất vả, thì quý cô chú anh chị em mình xem hợp lý và được thỏa thuận trong nhà vườn với nhau á, thì mình nên lấy. Để khi mà một cái cây mà nó lỡ nó vàng về mà quý cô chú anh chị em mình không nhận hoặc là trả về á, thì giống như là cây đó về phải chăm lại, hoặc có nhiều cây người ta bỏ luôn, nhà vườn người ta bỏ luôn quý anh chị em, chấp nhận lỗ, thì đó là một cái thiệt hại của nhà vườn ha. Nên quý cô chú anh chị em mình nên cân nhắc khi mà mình mua hàng online á, thì mình cũng thông cảm giùm nhiều nhà vườn. Pháp Thái ở đây lên clip nói chung để gửi tới quý cô chú anh chị em, những cái người mà muốn sở hữu hoa hoặc là những người bán, nên là vậy, nhiều kênh, nhiều người bán, nhiều shop bán, không phải là chỉ riêng ở kênh Pháp Thái TV quay thôi, nhiều anh em khác cũng vậy. Và mình làm ra để mình chia sẻ những cái động lực, những cái clip, những cái nguồn hoa để quý cô chú anh chị em mình có được những cái thông tin ha. Đó, thì Pháp Thái luôn gửi lời chúc tới quý cô chú anh chị em mình luôn tươi đẹp trong cuộc sống, và có những cái thời gian chăm sóc cây kiểng để làm cho cái cuộc sống của mình nó thêm sinh động và nó thêm nhiều thư giãn hơn. Đó là một cái để mà Pháp Thái luôn chia sẻ gửi tới quý cô chú anh chị em mình. Đó, đây là một cái lô đỏ rách visa. Đây là những cái cây lớn mà phân tầng chia mâm. Đỏ, dòng đỏ rách visa thì đọt tới đâu thì nó lên hoa tới đó thôi. Đó, quý anh chị em mình thấy những cái đọt nó không cơi á thì nó lên phượt cao vậy thôi. Đó, cái lô này thì phải nó full bông rực rỡ thì quý anh chị em mình xem tham khảo nha. Có dịp đến nhà vườn thì nếu như yêu thích lô này, quý anh chị em mình muốn lấy sỉ hoặc là mình muốn đi số lượng nhiều thì cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại, hoặc là liên hệ qua Pháp Thái. Pháp Thái sẽ gửi số điện thoại cho quý cô chú anh chị em mình được rõ về cái thông tin và cái giá của lô này. Do lô này chênh lệch về size rất là nhiều, cây lớn cây nhỏ mình không có báo giá, thì lô này đẹp nên mình muốn gửi tới quý cô chú anh chị em mình, vườn của chị Thanh Tiền nha. Đó, quý anh chị em mình thấy nè, khi mà đỏ rách visa nó lên một cái màu thật là tươi, thật là nhiều sức sống, thật là nhiều màu, phải nói là nó rất là sống động ha. Thì những cái dòng này thì thường người ta ghép nhiều màu, mình nói nhiều màu đi, là nó người ta thường ghép chung với những cái dòng giống như Kajata nè, tím lá xanh nè, tím tiết nè, trắng tiết nè, thì phối lại chung với nhau được 5 màu. Còn đây là một cái màu đơn lẻ, phải nói là tuyệt đẹp. Và có lẽ là quý cô chú anh chị em mình sẽ mê và sẽ sở hữu ngay một cái dòng đỏ rất visa, hoa rất là trong, rất là mạnh mẽ và đỏ thắm như thế này. Đó, thì cái dòng này hoa rất là bền nha quý cô chú anh chị em, hoa rất là bền. Thì cái ưu điểm nó sẽ đổi màu nha, nó sẽ đổi màu khi mà mới nở ra thì màu đỏ, và đôi khi có những cái màu nó sẽ chuyển sang cái màu đỏ tím nữa. Và đến cái dần cái hoa nó gần tàn á thì quý cô chú anh chị em mình nó sẽ chuyển sang một cái màu dần thành cam nha. Đó, do cái độ nắng á thì nó sẽ bay, và hoa giấy thì lúc nào cũng vậy, càng ra nắng càng nhiều thì cái độ hoa nó càng chuẩn, nó càng tươi và nó càng đậm. Đó, quý cô chú anh chị em mình thấy ha. Rồi, gửi tới quý cô chú anh chị em mình xem tham khảo vui một cái clip đỏ rách visa rực rỡ như thế này nha. Và mình còn tiếp theo chia sẻ những cái clip cho quý cô chú anh chị em mình được xem nữa.